chào anh, lâu quá không gặp. Ủa Tuấn, em ở đâu đây? Dạ, ông anh em thuê từng trên đến mở văn phòng, cho nên hôm nay khai trương rồi em đến ủng hộ. Việc làm em đó là sao rồi, ổn không? Dạ, thì em vừa mới nghỉ bên đó rồi anh. Sao lạ vậy? Anh nghe được chuyện bên đó khá lắm mà. Dạ, gắn bó thời gian rồi, bay nhảy khắp nơi rồi, em thấy công ty mình vẫn là tốt nhất. Anh em hòa đồng, thân thiết với nhau thì khó máy cũng thấy nó vui. Vậy em quyết định về lại công ty của anh không? Sắp tới có nhiều dự án lớn lắm, chắc chắn em sẽ thích thú. Dạ, bên anh đi. Nói thật với em nha, việc làm thì nhiều mà tìm người thạo việc thì hiếm. Em về, anh đỡ phải tuyển dụng, đào tạo, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Dạ, em cũng chưa nghĩ tới việc này. Hay là anh cho em thời gian suy nghĩ đi, rồi có gì em sẽ gọi điện thoại báo cho anh. Em cứ suy nghĩ đi, có gì alo cho anh. Thôi em đi đi, để kéo trễ công việc của em. Dạ, em cảm ơn anh. Thưa quý vị, thu hút và giữ chân nhân tài luôn là vấn đề mà các nhà quản trị quan tâm. Trong tình hình nhân tài như lá mùa thu hiện nay thì rất nhiều công ty đang có chính sách chiêu mộ lại nhân tài cũ. Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Hà Trang, giám đốc nhân sự của công ty BSDoc Việt Nam. Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình. Như chúng ta vừa mới xem cái đoạn video vừa rồi thì có vẻ nhân vật chính khá là may mắn khi mà đã nghỉ một thời gian thì lại vẫn tiếp tục được sếp cũ trọng dụng và có lời mời về công ty. Vậy theo chị, khi một nhân sự cũ quay trở lại công ty thì họ có những lợi thế gì? Theo quan điểm cá nhân của tôi thì khi một nhân viên cũ quay trở lại thì họ sẽ có 3 cái thuận lợi sau đây. Thuận lợi thứ nhất là giữa sếp và nhân viên, chúng ta đã có một cái mối tin tưởng nhất định. Sếp đã hiểu năng lực, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên, cho nên rất là dễ thuận tiện khi hai người quay trở lại làm việc chung với nhau. Thì và cái thuận lợi thứ hai á, là anh nhân viên này đã hiểu được cái văn hóa, môi trường làm việc của công ty, nên khi quay trở lại cái cách anh ta ứng xử rất là dễ hòa nhập với lại môi trường cũng như với các đồng nghiệp cũ. Và cái thuận lợi thứ ba á, là khi anh này quay trở lại thì anh đã biết rất rõ các chính sách, các quy trình làm việc của công ty, cũng như là đồng nghiệp xung quanh, nên sẽ quay trở lại và bắt tay ngay lập tức vào các dự án của công ty. Vậy khi một cái nhân viên cũ mà thể hiện cái mong muốn là muốn quay lại thì là một người quản lý thì chúng ta nên suy xét những cái vấn đề như thế nào? Thì khi một nhân viên cũ muốn quay trở lại với cái công ty thì có thể nói đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng cho công ty, đúng không ạ? Thế tuy nhiên á, thì khi anh ta quay trở lại thì là một người quản trị thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất á, là cái năng lực của anh ta, cái thái độ hành xử của anh ta, cũng như là cái cách khi anh ta rời bỏ công ty. Lúc đấy anh ta rời bỏ công ty có rất là tình nghĩa với mọi người hay không, có bàn giao đúng hay không, và có vi phạm bất cứ một cái quy tắc ứng xử nào hay không. Và điểm thứ hai là nếu như anh ta là một người rất là tài năng của công ty và cái cách anh ta nghĩ việc cũng rất là chuyên nghiệp đối với công ty, thì cái việc mà anh ta quay trở lại sẽ là một cái tín hiệu rất đáng mừng cho bản thân người sếp cũng như là tất cả nhân viên đang làm việc tại công ty. Nó cũng nói lên rất là nhiều về văn hóa của công ty, đúng không rồi. Chị? Trong thực tế thì khi nhân viên nghỉ việc, họ ít khi họ nói cái lý do thực, thường là những lý do rất là kiểu cá nhân. Nhưng sau một thời gian thì thường chúng ta cũng sẽ thấy là có lẽ là họ sẽ chọn những công việc mà có vị trí cao hơn, mức lương cao hơn. Tôi nghĩ là ít hay nhiều, đứng ở góc độ nhà quản lý thì chúng ta cũng có một chút buồn. Thì làm sao chị có thể vượt qua được những cái rào cản tâm lý của chính mình để mà có thể mời họ quay về và cũng như tạo điều kiện cho họ tiếp tục phát huy những thế mạnh của họ tại công ty của mình? Thật sự mà nói thì mà như Thanh đã biết á, là hiện tại bây giờ tại thị trường Việt Nam á, cái cuộc chiến mà về nhân tài nó luôn luôn rất là gay go, nóng bỏng, đúng rồi, nóng bỏng ở tất cả mọi công ty, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà mình không giữ chân được một nhân tài và để họ ra đi là một điều rất là đáng tiếc tại công ty. Thì hiện nay á, tại BuyStop bên đây cũng đang suy nghĩ là mình đang có chuẩn bị có một cái chính sách về tái tuyển dụng nhân tài, nó rất là minh bạch và rõ ràng với tất cả mọi người, để bỏ qua hết những cái suy nghĩ cá nhân ha, để mình khi nhân tài có quay trở lại thì thật sự có một cái tâm lý thoải mái nhất để mà cống hiến tiếp tục cho công ty và tạo cơ hội cho cả hai bên, đúng không chị? Chính xác. Vậy thì trong những trường hợp nào chúng ta sẽ phải suy nghĩ và có thể là sẽ không đồng ý khi mà một số nhân tài mong muốn quay trở lại công ty? Thì điều thứ nhất á, là nếu như mà nhân tài của mình đi sang đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chắc chắn thì không nhận lại, thì chắc chắn điều này là mình sẽ không thể tái tuyển dụng lại được. Cái điều thứ hai á, là khi anh ta nghỉ việc
thì có thể là công ty phát hiện ra anh ta vi phạm một số các quy tắc ứng xử. Cái điều thứ ba là nếu như trước khi anh ta nghỉ việc mà anh ta thể hiện cái sự thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng đối với cấp trên và với đồng nghiệp thì cái điều này chắc chắn chúng ta cũng sẽ không tái tuyển dụng lại. Thưa quý vị, sau khi quay lại công ty cũ thì có thể nhân tài đó cũng như các nhà quản lý có thể sẽ gặp những khó khăn gì? Xin mời chúng ta cùng theo dõi đoạn video sau đây. Ôi chị, em nghe nói đâu hả, lúc trước là Tuấn tìm được công ty nào á ngon hơn với công ty mình nên bỏ công ty mình đi. Mà em nghe nói hả, đó là công ty đa quốc gia, lương cao, bổng hậu, gắn được cái bát hoành tráng là làm ở công ty nước ngoài. Nhưng mà hả, em nghĩ chịu nổi chị ơi, làm 2-3 tháng hả rồi bỏ, giờ nè quay lại công ty mình. Mà theo em á, người á nghỉ được lần 1 nè thì lần 2, lần 3, vậy mà sếp mình cũng tuyển lại, em không hiểu làm sao luôn. Em, chị nghĩ là chắc phải có gì sao lưng sếp. Sếp mới cho quay lại, dễ gì nhỉ? Ủa, em cũng nghĩ vậy với chị, tự nhiên ai cho vậy bao giờ đúng không? Thiệt tình luôn. Thì như trong cái từ phẩm chúng ta vừa mới xem thì một cái người cũ quay trở lại thì rất là dễ bị những cái lời bàn tán. Theo chị thì những cái thử thách dành cho cái người nhân viên đó cũng như nhà quản lý khi mà một nhân viên cũ quay trở lại sẽ là gì? Có hai cái khó khăn rất là lớn khi mà người nhân viên muốn quay trở lại công ty. Thì điều thứ nhất là nhân viên cần phải gây dựng lại cái niềm tin đối với sếp của mình. Cái điều thứ hai là nhân viên phải tự vượt qua những cái lời dị nghị nếu có trong công ty. Bản thân người sếp cũng như là bộ phận nhân sự của công ty cần phải đóng một vai trò rất là quan trọng để giúp cho nhân viên cảm thấy tự tin và thoải mái nhất nếu mà anh ta quay trở lại công ty. Đứng ở góc độ của nhà quản lý thì chúng ta có thể chủ động làm những gì để tạo ra một cái môi trường thuận lợi giúp cho cái người nhân viên đó tái hòa nhập lại cái môi trường cũ? Người quản lý nên tổ chức một cuộc họp với tất cả nhân viên trong bộ phận của mình và nói đến cái quyết định này và lý do tại sao chúng ta cần anh nhân viên này quay trở lại làm việc, với những cái đóng góp của anh ta trước đây cũng như là cái thái độ làm việc của anh ta, cái cách anh ta đối xử với tất cả mọi người ha, và cũng như là với cái dự án hiện tại của công ty. Nếu như chúng ta có anh ta quay trở lại thì nó không những giúp cho người sếp không mà còn giúp cho tất cả những anh chị em đồng nghiệp có thể hoàn thành dự án đúng cái thời hạn. Thì đó là một trong những cái yếu tố để nhân viên gỡ bỏ hết những cái tâm lý xì xào không đáng có, cũng như là cái tầm quan trọng của việc công ty cần phải có một cái chính sách rất rõ ràng trong cái chiến lược tái tuyển dụng lại nhân tài của công ty. Và thêm vào một số cái chia sẻ của chị thì Thanh cũng thấy là chắc chắn là cái vị trí này trước khi tuyển lại các nhân viên này thì cũng đã có thể là đang tuyển một thời gian, thì cũng rất quan trọng khi mà công ty chia sẻ cái cơ hội này trước với tất cả nhân viên và sử dụng nhân viên như một cái kênh tuyển dụng quan trọng. Trong đó mình cũng đã khéo léo truyền thông cái chính sách về tuyển dụng người cũ thì họ sẽ là những cái người kết nối mình với những nhân tài cũ nếu có, phải không ạ? Khi mà một nhân viên nghỉ việc thì ít hay nhiều thì chúng ta cũng sẽ có một cái dấu hỏi với cái lòng trung thành của họ. Rồi họ sang một công ty mới, có thể là một chỉ thời gian rất ngắn thôi mà họ lại muốn quay lại thì cũng chứng tỏ là họ cũng không trung thành với cái nhà tuyển dụng mới. Vậy thì nếu như mà họ quay trở lại 3 tháng, 6 tháng mà họ lại tiếp tục nghỉ việc thì đó sẽ là một cái thất bại không những chỉ cho họ mà cho cả tổ chức và cả công ty của mình nữa. Chúng ta sẽ phải làm sao để tránh được những cái sự kiện như thế này? Rất là đồng tình với lại cái câu hỏi của Thanh ha. Thì mình nghĩ rằng là trong cái trường hợp này không những người sếp không mà cả bộ phận nhân sự cần phải tham gia trực tiếp để gặp và tìm hiểu động lực của nhân viên, lý do tại sao nhân viên ra đi, động lực nhân viên muốn quay trở về ha, và hỏi xem rằng anh ta muốn đóng góp gì cho công ty trong cái lần quay trở về này để hiểu được cái mức độ gắn kết của anh ta. Nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng cả cái tên tuổi cá nhân, uy tín của anh ta và cái uy tín của người sếp, cũng bộ phận anh nhân sự cũng sẽ ảnh hưởng theo. Để tổng kết lại những gì chúng ta mới trao đổi thì xin chị Trang hãy cho bạn nghe Đài một vài lời khuyên khi mà họ đang suy nghĩ hoặc là đang xây dựng chính sách để chiêu mộ lại nhân tài cũ. Thì điều thứ nhất là mình cần phải có chính sách tái tuyển dụng lại nhân tài rất rõ ràng và mình sẽ truyền thông trong nội bộ công ty. Cái điều thứ hai á, người quản lý trực tiếp cũng như bộ phận nhân sự để xác định rõ cái cam kết đóng góp cho công ty
làm sao để lần này họ quay trở lại họ thành công, đúng không ạ? Rất là quan trọng. Và cái điểm thứ ba nữa là mình sẽ có những cái tiêu chí đánh giá rất là cụ thể về thành tích làm việc trước đây, thái độ làm việc, cái mức độ cam kết cũng như là cái tiềm năng của nhân viên nếu nhân viên quay trở lại. Thì ba cái điều này sẽ làm cho nhân viên đã nghỉ việc cũng như nhân viên đang làm việc tại công ty hiểu rõ hơn về chính sách của công ty. Thưa quý vị, bất kỳ nhân tài nào cũng mong muốn là được phát triển lâu dài với tổ chức. Tuy nhiên tại từng thời điểm khác nhau, có thể có những thời điểm mà những cái điều kiện phát triển tại công ty chưa thực sự thỏa mãn hết những nhân tài, thì công ty cũng có thể để họ ra đi. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái chính sách và những cái cách thức để luôn luôn giữ liên lạc và luôn luôn mở cửa đón nhân tài trở về. Hy vọng là chương trình đã mang lại một số những hiểu biết thú vị cho quý vị. Và xin chân thành cảm ơn chị Hà Trang đã tham gia với chương trình. Cảm ơn Thanh.